đã tại đã quan tro rồi cả sai là bỏ ăn gặp hiệp xa bỏ miến bi thì bi nhu ban này là bậc này cứ mong làm bấy năng sam sắm mua nhật tí ngày tí sam sắp khai sài hà cho năm pi pon mà phải bấy hay bỏ tầm miến khi ban là bên này cứ một yoga thả bị ca đây là sập rồi chôn ba để ban trôi và cháy đại miên chấm nuôn học sập pi mơn riêng ba pi sập rồi chôn thằng oh đại miên đi niêm chúa đôi thằng cào này hay khi bạn xôm bạc cá chúa hái khi bạn ngờ bạc cô thả bị ca đại chỉ bạc trái nứng chun đó là cua sa sập ba đại cây cro đại cọt ruộng này ở nông phum cá sá sừng cát chấm cá sầm rong cong bạn làm bóng khay bạn làm bóng cứ nước nông vọt ní cứ vọt vọt bạc cha tại vọt thom mẹ anh mất bộ pha ram ba hai thằng vọt bạc cha bông bồn á hay chẳng ngờ khi xôm anh nhát an chúa sập rồi chun thằng oh bà thì mùi nít cứ ai ở đóm mà đóm sân này trai ôn sốc xây la bà xây la ní rôn xây na thì ca dư tập hôn phía pram bà cứ ai ở đóm bàn chỗ rùm chùm nuôn pram bay mơn riêl hay ai ở đóm các bàn chùm mùi nâng mất phẹp bà ai ở đóm nâng cứ miên chùm mùi to thiết cứ tí bí cứ chùm mùi hên chuẩn ly bà ôn hên chuẩn ly hay ôn hên nâng cứ bàn chỗ rùm chùm nuôn đọc mơn riêl hay phụ nữ khôn xì mênh và hay lì mênh chùm nguồn buôn mơn riêng hay nâng lúc xong xây dập hẹp và xây dập hẹp mà cha cả ra ân thi ếch mà rồi bài sắp ba đại miên ở tì tăng nơi tôn mục xà la sẵn cắt chùm ca xùm ráo trong bạc đồng bóng dưới nâng ba cứ chùm nguồn pram mơn riêng hay thì pram nâng cứ cả nhà châu mùi ếch ba thì tam đại dạ lửa ai đòm sẽ là đá ba cứ chùm nguồn pi mơn riêng hay thì bà mối nít cứ ở học mình chai ta cài luôn mà tô nơi ở sài mà rồi hay cái chia nhẹ nghi ông gặp hiệp ông cô phê nhu đá ba bàn châu rung chùm luôn pi mơn riêng hay thì bà mối nít cứ lúc chùm tiêu hên đà ra ba mà cha cùng rung đi ở đi vì là miền nơi chùm luôn là pram mơn riêng thì bà mối cứ nó không có khóng cái đá thả sài pi rô ba mà khó xong mà chia sài bóng 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 nét chùi cầm mân phong chùm luôn mùi mơn riêng hay thì bà mối cứ thăng chùn hô ba chùm luôn mùi mơn riêng hay thì đọc nâng cứ tái lại hình mà phẩm bay mơn riêng hay thì đọc mối cứ prom support bộ bộ khả rào kế đã không gọi một bộ bộ khả rào kế cứ chùm luôn mùi mơn riêng hay còn mình lụa à ha này chất năng xa lá khát đáy bằng bốn á hay thì đọc bí cứ lục chê sắp hẹ ba đây là chia CO chị bộc lực CO ấy có ban châu rung chùm nguồn pi mơn riêng đọc bấy cứ lô tín mắt xà ri thì nhóm bà toàn bàn khơi có đấy là khơi nhạc nông ABA khi nhóm thế bà cứ tín mắt xà ri cứ chùm nguồn bay mơn riêng bà phí dụng mấy nâng hay thì đọc bốn nâng cứ bong xà ri bơ ba nè phùm ca xà la hay có chia sọp rõ chôn mùi rụp đáy ba nè nông phùm ca xà la nâng chùm mùi nâng xà mấy con nâng cứ chùm nguồn pram mơn riêng hay lời này cứ thì đập ram cứ lục sọc mặt ra nè sọc mặt đại chụp nhẹ nghi ông gặp phía bị menu và chạm nơi an phía và sọc ai phun chân con cái chụp nhẹ nghi bị menu đây bằng bố ná người thằng sọc ai phun hay sờ lốp thà bị ca thằng on nó cứ chụp luôn học sập pi mơn riêng đại là sập rồi chôn ban ở châu tam dạ ABA khi nhóm bạn chương sự chiến nắng hay cả tam cả sập sai là bọn gặp phía bị menu đây hay khi nhóm bạn đang chơi nhờ ông xây đồng bây giờ thay nó cũng có đôi chơi chung po tất đó là sọc rõ chung thằng oh ba đã bán ở châu rùm bọn sọc bỏ ông xây đề là cây cỏ đi ba xong chán tôi sẽ nào gọi nghĩa đôi cha thôi lên nhập bát anh chơi nhờ ông xây cả đôi chơi lúc ở cha hay gặp thật phương cáp cô lùi chung hạ bí ca chung quạt đai bằng bốn á không chỉ cảm bạn có cứ lúc ở cha sô ba đẹp chạm nơi bọt bà chà đi thầy ông xây mà chạm bọn ấy cứ gọi là chi phía dưới bỏ sọp bà cứ lục bù nhật chẳng thôn bà lấy ông xây miền ấy thay nó con đó là sọp đó chôn dương tế cả đôi chơi chun po đó phụ quát đại bàn ở châu rùm con ông cảm thị bọn sọp đi chun po chun đại bọn ôn đây sang chui khát đặc khá
បងសពកោសាដែលតែដែលតែក្ររំបាក់ហើយសូមគោរពជូនពរគាត់សូមគោរពជូនពរកដោសីមានបានអូសីមានបានអូសុខសប្បាយបាទទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទឥឡូវនេះសូមលោកអាចារ្យជួយជូនពរវិញបាទឥឡូវអ៊ំស្រីបានជូនពរបងប្អូនយើងអីលោកអាចារ្យជើញបាទសូមគោរពចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលលោកបានលះបង់នៅពេលវេលានិងថវិកាទិយាទានជាបច្ច័យដ៏មានតម្លៃបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រទំនប់បំរុងចាត់ចែងរៀបចំជួយផ្ដល់ជាថវិកាដល់ម្ចាស់សម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក្រុមគ្រួសារនិសពដែលបានតម្កល់ទុកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងទីអារាមវត្តធម្មនិមិត្តរីបភារាមវត្តប្រជានេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអាចារ្យសូមតាំងនាមតំណាងជូនម្ចាស់សម័យដើមទានក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមានថវិកាក៏ដូចជាកម្លាំងកាយចិត្តទាំងអស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីតបស្នងសងគុណដល់បងប្អូនសប្បុរសជនឡើយមានតែម្រាមដៃដប់គ្រប់បួងសួងដល់អស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរត់ទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងសម្រេចនូវភារកិច្ចគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាណាសូមអនុមោទនាទូកសាទូកបាអរគុណលោកអាចារ្យហើយដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺទស្សនភាពនៃបុណ្យសពរបស់អ៊ំប្រុសនឹងគឺកំសត់ណាស់បងប្អូនណាហើយនេះបានលោកអាចារ្យក៏ដូចជាបងប្អូនយើងមកចូលរួមនេះមានប្រមាណដែរបងប្អូនយើងអាចារ្យប្រមាណអ្នកទៀតហ្នឹងគឺកំសត់មែនតើបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណរាល់ការចែករំលែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺដែលជាសប្បុរសជនដែលតែងតែគាំទ្រតែងតែជួយតាមរយៈ BTB New ហើយចឹងខ្ញុំបាននៅតែធ្វើការបន្តទៀតហើយតែថ្ងៃនេះសូមប្រកាសជម្រាបជូនដល់សប្បុរសជនទាំងអស់គឺកម្មវិធីបុណ្យរបស់គាត់គឺបូជានៅម៉ោង9លោកអាចារ្យណាបាទចឹងខ្ញុំបាទសុជាតិគឺសូមបិទបញ្ចប់ការទទួលនៅបច្ច័យនៅត្រឹមម៉ោងនេះដែលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបិទការឡាយទៅអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ហើយសូមអរគុណហើយក៏សូមគោរពជូនពរដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលបាទគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអាចារ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាតិមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់លីហើយសូមអានខមមិនប្រិមិត្តបាទតិចទៀតដោយសារកម្មវិធីថ្មីហ្នឹងគឺបាំងខមមិនប្រិមិត្តណាសូមអធិស្ឋានផងអីសូមបញ្ជាក់ថានៅវត្តប្រឆានេះដោយការជម្រាបដដាដែលអញ្ចឹងគឺមានទទួលសពបាទដែលបងប្អូនគាត់ខ្វះខាតគាត់អត់មានញាតគាត់អត់មានអីហ្នឹងគឺអាចយកមកតម្កល់បានលោកអាចារ្យនឹងធ្វើការបូជាជូនដោយមិនគិតថាមានជាមួយក៏ក្រអត់លុយមានលុយទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងអាចតំណងជាមួយលោកអាចារ្យសូបានតាមរយៈលេខដែលខ្ញុំបាទដាក់នៅក្នុងខមមិនហ្នឹងតែម្ដងហើយបើសិនបើមានអ្វីនេះទៀតលោកអាចារ្យនឹងជម្រាបដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលជាបច្ច័យសប្បុរសជនវិថាពីទទួលបច្ច័យវិសប្បុរសជនបន្តទៀតនៅពេលបន្ទាប់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់ការទទួលនៅអធិការបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណបងប្អូនណាអធិស្ឋានហ្នឹងអត់ញ៉ាំអីរៀងល្អអល្អូលតិចទេ